Ừ, không vào thì thôi. Không vào thôi đúng không? Cứ dỗi dỗi trời dỗi. Hôm nào chứ, hôm nào chả có câu chuyện nữa, cá cái gì. Biết là hôm nào bao sao quên cơ. Đây. Bia với đang chai nước trắng không? Đủ chưa? Đi uống bia uống được không? Bên kia ông mệt rồi, bên kia là ghê lắm. Thay đi thay lại, lại một lúc là hồi mà. Về tuyến nữ Hà Nội có cả u mười mấy tuổi, còn đây là lớn Thành Nhã. Thành Nhã Hoàng Thị Đoàn còn đây là đội bóng của em lên đây giao lưu. Đây mới thấy là tuyển nữ Việt Nam nó thật sự là cái chỗ tập luyện cũng rất là bình thường luôn, cảm giác là như thế, hay là cầu thủ bình thường như này, tại vì cái chất lượng sân ở đây thì theo cảm nhận của em chưa được ngon lắm.